Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 17 tháng 8, Thánh nữ Joan đi lăng. Sang thiên giao đức tin, một đời con tin có vào lòng Chúa xót thương. Dù rằng muôn tin nhu, mỗi người theo một hướng. Điều hồng nhất sinh con gọi là treo trên trời, trông chờ vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 17 tháng 8, Thánh nữ Joan đi lăng. Thánh nữ Joan đi lăng sinh năm 1666 tại miền Samuel, nước Pháp. Cô là con út trong gia đình có 12 người con. Gia đình của Joan đi lăng làm nghề buôn bán nhỏ nhưng rất thành công. Khi bà mẹ quá qua đời, Joan đi lăng đã làm chủ cửa tiệm này. Joan ích kỷ và tham lam, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm tiền mà thôi, và vì thế đã phạm nhiều tội mọn. Joan đi lăng trước đây rất xuất sáng đạo đức, nhưng bây giờ thì chỉ còn lại một chút lòng yêu mến hời hợt trong trái tim mà thôi. Trước đây thân mẫu Joan luôn luôn rộng rãi với những người hành khất. Phần Joan thay vào đó chỉ mua thức ăn vừa đủ cho bữa ăn tối. Như thế Joan đi lăng mới có thể nói với bất cứ người hành khất nào đến gõ cửa xin mình rằng: "Xin lỗi, tôi không có gì để bố thí cho bạn cả." Joan đi lăng rồi cũng chẳng thấy vui gì với lối sống này. Lúc được 30 tuổi, tấm gương sáng của một quả phụ tên là Francisca Sosi đã giúp Joan thay đổi cuộc sống. Joan nhận thấy rằng việc kinh doanh của mình không phải là để tích trữ tiền bạc, nhưng là dùng để giúp đỡ tha nhân. Joan bắt đầu quan tâm tới những gia đình nghèo khó và chăm sóc các trẻ mồ côi. Sau cùng, Joan đi lăng đã đóng hẳn cửa tiệm của mình để dành trọn thời giờ phục vụ tha nhân. Người ta gọi căn nhà chứa đầy trẻ mồ côi của Joan là nhà Chúa quan phòng. Rồi Joan đi lăng thuyết phục các phụ nữ khác cùng tới giúp mình, và họ đã trở thành các nữ tu dòng Thánh Anna Chúa quan phòng Samuel. Thánh nữ Joan đi lăng sống rất mực hy sinh. Chính Thánh Louis Grignon Montfort đã gặp ngài. Thoạt đầu, Louis Grignon Montfort tưởng rằng niềm kiêu hãnh đã làm cho Joan đi lăng tỏ vẻ khổ sở như thế. Nhưng rồi thánh nhân nhận thấy trái tim của Joan thực sự tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Thánh Louis nói: "Con hãy cứ tiếp tục công trình mà con đã khởi sự. Thần khí của Chúa sẽ ở với con. Hãy vâng theo tiếng người và đừng sợ gì." Joan đi lăng qua đời cách an bình vào năm 1736, hưởng thọ 70 tuổi. Nhân thành Samuel nói rằng: "Người chủ cửa tiệm nhỏ bé này đã giúp đỡ những người nghèo khổ tại đây
nhiều hơn tất cả các ông ủy viên của thành phố gộp lại. Ôi một phụ nữ, ôi một vị thánh. Năm 1947, Joan de Lăng được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong lên bậc chân phước. Đến năm 1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn chân phước Joan de Lăng lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Thánh nữ Joan de Lăng cho chúng ta thấy những vị thánh không phải là thánh từ trong lòng mẹ thánh ra, nhưng là một con người sống rất người, có khi đã trải qua một cái quá khứ mà ta nói không có thánh nào không có quá khứ và không có tội nhân nào không có tương lai. Quá khứ chẳng tốt đẹp mấy của Joan de Lăng thời trẻ, một con người chỉ thích làm tiền, chỉ nghĩ đến tiền và không muốn chia sẻ cho bất cứ người nghèo nào. Thậm chí để cho lương tâm mình yên ổn, buổi tối trước khi đi ngủ chỉ mua thức ăn vừa đủ, để lỡ có ai mà đến gõ cửa thì nói một cách không xấu hổ rằng: xin lỗi, tôi không có gì để bố thí cho bạn cả. Nhưng cuối cùng thì Joan de Lăng cũng chán ngấy với cái cuộc sống chỉ đi kiếm tiền, giữ tiền, một cuộc sống trên đống tiền, không thấy hạnh phúc. Nhờ gương sáng của một quả phụ tên là Francisca Soje đã giúp Joan thay đổi cuộc sống của mình, không tích trữ tiền bạc, nhưng đã biết dùng tiền của thế gian này mua lấy nước thiên đàng bằng cách chia sẻ, giúp đỡ cho những người nghèo, dành trọn thời giờ phục vụ cho thai nhân và đóng luôn cửa tiệm của mình lại. Một cuộc biến đổi nhờ gương sáng của một quả phụ. Rất cần có những gương sáng để biến đổi cuộc đời những người khác. Ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, như các Đức Giáo Hoàng vẫn nói là như thế. Cần những chứng nhân, cần những người sống hơn là những người lý thuyết, hơn là những người chỉ đứng trên bục giảng, tòa giảng, nói mà không làm. Thậm chí nói một đàng làm một nẻo nữa là khác. Thánh nữ Joan de Lăng đã nhờ những gương sáng, nhờ gương sáng của một người là Francisco Soje đã biến đổi cuộc đời của mình. Ngày hôm nay Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta, những tông đồ lòng Chúa thương xót, hãy thực hành lòng thương xót để làm gương sáng. Như Chúa mời gọi các con hãy trở thành muối đất, thành ánh sáng. Muối đã nhạt làm gì được? Hãy trở thành những ngọn đèn sáng đặt trên giá để soi sáng cho mọi người, để người ta thấy những việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Thu tích tiền của đời này để làm gì? Hưởng thụ mãi rồi cũng chán, tiêu dùng mãi rồi cũng ngấy. Một cuộc sống chỉ để hưởng thụ, một cuộc sống chỉ lo gom góp cho mình, nào có ý nghĩa gì? Nhất là những người công giáo, những người dấn thân phục vụ thai nhân trong vai trò linh mục tu sĩ, càng cần phải trở thành gương sáng của một cuộc sống khó nghèo, của một cuộc sống minh bạch, của một cuộc sống dấn thân chăm sóc lo lắng cho những người nghèo, thực hành lòng thương xót của Chúa, làm cho người khác nhận biết lòng thương xót của Chúa bằng chính cuộc sống luôn biết xót thương người khác như Chúa xót thương mình. Amen. Trải qua nhiều đau buồn thương khó, đam mê
tuổi xuân vấp ngã, bao nhiêu những bệnh hiểm nghèo đều được Chúa chữa lành hết vết thương. Một đời con tin có vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin hương mỗi người đều một hương, điều hồng nhất sinh con gọi là Cha trên trời trông chờ vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Đến đây lòng tin được thêm sức, ơn trên khi niềm tin vững chí, bao nhiêu phép lạ nhiệm màu được nhận với những niềm vui trong lòng. Một đời con tin có vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin hương mỗi ngày đều một hương, điều hồng nhất sinh con gọi là Cha trên trời trông chờ vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Một đời con tin có vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muôn tin thương mỗi người đều muốn hương, đều hơn nhân sinh con gọi là Cha trên trời trông chờ vào sự quan phòng của lòng Chúa.